Lịch sử lớp 12, bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc năm 1953-1954. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Sau 8 năm chiến tranh xâm lược Việt Nam, Pháp thiệt hại nặng nề, bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2.000 tỷ franc. Vùng chiếm đóng bị thu hẹp, Pháp ngày càng lâm vào thế phòng ngự bị động trên chiến trường. Trước tình thế đó, Mỹ ra sức can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, đồng thời tích cực chuẩn bị thay thế Pháp. Tháng 5 năm 1953, được sự thỏa thuận của Mỹ, Pháp đưa Nava sang Đông Dương, đề ra kế hoạch Nava với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành thắng lợi để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Kế hoạch Nava chia thành hai bước. Bước thứ nhất, thu đông năm 1953 và xuân 1954, phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công để bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương, dành nguồn nhân lực và vật lực, xóa bỏ vùng tự do liên khu 5, ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng quân đội cơ động chiến lược mạnh. Bước thứ hai, từ thu đông năm 1954, chuyển lực lượng ra Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, cố giành lấy thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng nhằm kết thúc chiến tranh. Từ thu đông năm 1953, Nava tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở Đông Dương, ra đồng bằng Bắc Bộ và mở cuộc tấn công, càn quét bình định vùng chiếm đóng, mở các cuộc tiến công lớn vào Ninh Bình, Thanh Hóa để phá kế hoạch tiến công của ta. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954. Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc bàn kế hoạch Đông Xuân năm 1953-1954. Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực tiến công vào những vị trí chiến lược quan trọng, nơi địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng. Tháng 12 năm 1953, quân ta tiến công, giải phóng thị xã Lai Châu, buộc Pháp phải điều quân lên Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp. Đầu tháng 12 năm 1953, Liên quân Lào-Việt tấn công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, uy hiếp Savannakhet và Seno, buộc Pháp tăng viện cho Seno. Seno trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp. Tháng 1 năm 1954, Liên quân Việt-Lào đánh lên Thượng Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu và tỉnh Phong Sa Lì, buộc Pháp tăng viện cho Luông Pha Băng và Mường Sài. Luông Pha Băng và Mường Sài trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp. Tháng 2 năm 1954, ta đánh lên Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Pleiku, buộc Pháp tăng viện cho Pleiku. Pleiku trở thành nơi tập trung binh lực thứ năm của Pháp. Ở vùng sau lưng địch, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh, Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình Trị Thiên. Như vậy, ta chủ động mở hàng loạt các chiến dịch, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta, giúp ta chuẩn bị về vật chất và tinh thần để mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn, nằm ở Tây Bắc Việt Nam, gần biên giới Việt-Lào, có vị trí then chốt ở Đông Dương và cả Đông Nam Á. Pháp, Mỹ tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, pháo đài bất khả xâm phạm, với 3 phân khu, 49 cứ điểm, sân bay và đủ các binh chủng với 16.200 quân. Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ta huy động dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, vũ khí, thuốc men, 55.000 quân, một đại đoàn công pháo. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia ra làm 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1954, ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
đợt 2 từ 30 tháng 3 đến 26 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông quân khu trung tâm như E1, D1, A1, C1, C2, A1, tạo điều kiện bao vây, chia cắt, khống chế địch. Đợt 3, từ 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt phân khu trung tâm và phân khu nam. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút, tướng De Castori cùng toàn bộ tham mưu địch đầu hàng và bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ giành được thắng lợi. Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên, trong đó có một thiếu tướng, hạ 62 máy bay và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh khác. Ý nghĩa lịch sử đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành được thắng lợi. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, một ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva bắt đầu thảo luận về vấn đề lặp lại hòa bình ở Đông Dương. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc kháng chiến, cũng như so sánh lực lượng giữa ta với Pháp, ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Nội dung Hiệp định Geneva quy định, các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Việt Nam lấy vị tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời. Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956. Hiệp định Geneva là văn bản pháp lý quốc tế, ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương, được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng. Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, rút hết quân đội về nước. Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương. Nguyên nhân thắng lợi, nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất. Có chính quyền dân chủ, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh. Hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. Ý nghĩa lịch sử, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mỹ Latin. Ôn tập. Câu 1. Theo kế hoạch Nava, từ thu đông năm 1954, thực dân Pháp tiến công chiến lược ở Bắc Bộ Việt Nam nhằm giành thắng lợi quyết định về A. Ngoại giao và quân sự, B. Chính trị, C. Ngoại giao, D. Quân sự. Đáp án A. Ngoại giao và quân sự. Câu 2. Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích A. Khóa chặt biên giới Việt Trung, B. Kết thúc chiến tranh trong danh dự, C.
cô lập căn cứ địa Việt Bắc. D. Quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương. Đáp án B. Kết thúc chiến tranh trong danh dự. Câu 3. Trong những năm 1953-1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã A. ký với Pháp Hiệp định Phòng thủ chung Đông Dương, B. viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Ruhr. C. công nhận chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên. D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava. Đáp án D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava. Câu 4. Cuối năm 1953, thực dân Pháp chọn địa bàn nào sau đây để xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương? A. Thất Khê. B. Cao Bằng. C. Đông Khê. D. Điện Biên Phủ. Đáp án D. Điện Biên Phủ. Câu 5. Thực hiện kế hoạch Nava, từ thu đông năm 1953, thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đâu? A. Tây Bắc. B. Đồng bằng Bắc Bộ. C. Tây Nguyên. D. Nam Đông Dương. Đáp án B. Đồng bằng Bắc Bộ. Câu 6. Bước vào thu đông năm 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương? A. Kế hoạch Polaire. B. Kế hoạch Nava. C. Kế hoạch Ruhr. D. Kế hoạch Dallas de Tassigny. Đáp án B. Kế hoạch Nava. Câu 7. Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava năm 1953 trong bối cảnh nào sau đây? A. Quân Trung Hoa Dân Quốc tiến vào Việt Nam. B. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. C. Vùng tạm chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp. D. Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương. Đáp án C. Vùng chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp. Câu 8. Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong đông xuân 1953-1954 là tiến công vào A. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp. B. Những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. C. Điện Biên Phủ, trung tâm của kế hoạch quân sự Nava. D. Toàn bộ chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Đáp án B. Những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. Câu 9. Trong đông xuân 1953-1954, thực dân Pháp không phải tăng cường quân cơ động chiến lược cho A. Điện Biên Phủ. B. Hòa Bình. C. Seno. D. Pleiku. Đáp án B. Hòa Bình. Câu 10. Tháng 9 năm 1953, Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng, mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm A. giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. B. buộc thực dân Pháp phải đàm phán để kết thúc chiến tranh. C. làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp. D. tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của thực dân Pháp. Đáp án C. làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp. Câu 11. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực hiện kế sách gì để đối phó với kế hoạch Nava? A. lừa địch để đánh địch. B. đánh điểm diệt viện. C. đánh vận động và cung kiên. D. điều địch để đánh địch. Đáp án D. điều địch để đánh địch.
Câu 12, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân nhân Việt Nam. A. Giành quyền lợi chính quyền trong cả nước. B. Làm thất bại chiến tranh xâm lược của Mỹ. C. Buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng. D. Đánh bại chiến tranh tổng lực của Mỹ. Đáp án C. Buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng. Câu 13. Trong thời kỳ 1945-1954, quân đội và nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch nào để tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm của thực dân ở Đông Dương? A. Biên giới. B. Việt Bắc. C. Thượng Lào. D. Điện Biên Phủ. Đáp án D. Điện Biên Phủ. Câu 14. Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, Biên giới Thu Đông 1950 và Điện Biên Phủ 1954 là có sự kết hợp giữa A. Đánh điểm, diệt viện và đánh vận động. B. Chiến trường chính và vùng sau lưng địch. C. Tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân. D. Bao vây, đánh lấn và đánh cung kiên. Đáp án B. Chiến trường chính và vùng sau lưng địch. Câu 16. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava? A. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. B. Chiến dịch Thượng Lào Xuân Hè 1953. C. Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Đáp án D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Câu 17. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta. Đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng. Là nhận định của Đảng và Bác Hồ về chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam? A. Trung Lào 1953. B. Biên giới Thu Đông 1950. C. Việt Bắc Thu Đông 1947. D. Điện Biên Phủ 1954. Đáp án D. Điện Biên Phủ 1954. Câu 18. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, quân đội Việt Nam thực hiện A. Lấy nhiều đánh ít. B. Lấy lực thắng thế. C. Lấy nhỏ đánh lớn. D. Lấy ít địch nhiều. Đáp án A. Lấy nhiều đánh ít. Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ? A. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava. B. Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. C. Tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi. D. Khai thông biên giới Việt Trung. Đáp án D. Khai thông biên giới Việt Trung. Câu 20. Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 của dân tộc Việt Nam? A. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội. B. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. C. Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. D. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng. Đáp án C. Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Câu 21. Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 1946 và Hiệp định Geneva về Đông Dương ngày 21 tháng 7 năm 1954 là A. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước. C. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia. Đáp án
D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia. Câu 22. Theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, thực dân Pháp phải A. Rút hết quân đội khỏi Lào. B. Rút hết quân đội khỏi Việt Nam. C. Rút hết quân đội khỏi Campuchia. D. Thực hiện ngừng bắn ở Việt Nam. Đáp án D. Thực hiện ngừng bắn ở Việt Nam. Câu 23. Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 của Đảng Cộng sản Đông Dương? A. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình. B. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp. Đáp án C. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Tiếp theo, lịch sử lớp 12, bài 21, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam, 1954-1965. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.